Xin chào các bạn, và chắc hẳn thì nếu như các bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại thì không ít lần các bạn gặp phải cái trường hợp đó chính là máy của các bạn nó bị đơ cảm ứng hay là bị liệt cảm ứng, và cái tình trạng này nó xảy ra thường xuyên và các bạn không biết cách khắc phục như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được lỗi loạn cảm ứng ở trên các thiết bị Android cũng như là các thiết bị iOS. Đầu tiên thì để chắc chắn là cái chiếc điện thoại của các bạn đang sử dụng thì nó không bị liệt cảm ứng cũng như có điểm chết ở trên màn hình, thì đối với điện thoại Samsung thì các bạn hãy kiểm tra cho mình theo cái cách, đó chính là các bạn nhấn cho mình vào mục gọi điện, các bạn nhấn là sao thăng, và sau khi mà nó đã vào cái phần test rồi thì các bạn hãy chọn cho mình vào cái mục đối chính là mục thắt. Ở cái mục này thì các bạn hãy tiến hành vẽ tất cả các điểm ở trên chiếc điện thoại của các bạn và xem có chỗ nào nó có điểm chết hay không, và các bạn hãy tiến hành vẽ cho mình đến khi nào mà nó có thể thoát ra được, cũng như là ở trên màn hình của các bạn nó không có một cái điểm chết nào thì chiếc điện thoại của bạn nó hoàn toàn là không bị điểm chết cũng như là bị gọi là bị liệt màn hình ấy. Rồi, còn đối với lại những chiếc điện thoại Android khác thì các bạn phải làm như thế nào, thì đầu tiên thì các bạn hãy lên cho mình cái cửa hàng Google Play này, hoặc là các bạn lên App Store đấy, các bạn tìm kiếm cho mình cái ứng dụng có tên đó chính là Test M nhé. Và các bạn tiến hành cài đặt cho mình. Sau khi các bạn đã cài đặt xong thì các bạn hãy tiến hành mở cái ứng dụng này lên. Ở cái mục này thì các bạn hãy đi tìm tiếp cho mình vào cái mục đó chính là mục Touch Screen này. Rồi các bạn nhấn vào mục Start và các bạn hãy tiến hành cho mình xem là cái chiếc điện thoại của các bạn nó có bị điểm chết nào ở trên màn hình hay không. Và sau khi các bạn đã test màn hình và chiếc điện thoại của các bạn nó không có điểm chết thì chắc chắn thì chiếc điện thoại của các bạn nó bị loạn cảm ứng chứ không phải là bị liệt màn hình. Và nếu như các bạn đã kiểm tra cái mục touch cũng như cái mục màn hình của các bạn nó không bị chết điểm nào trên màn hình thì các bạn hãy tiến hành theo mình những bước sau để có thể khắc phục được cái lỗi đó chính là lỗi loạn cảm ứng trên màn hình của các bạn. Đầu tiên thì các bạn hãy kiểm tra xem là các thiết bị sạc của các bạn nó có phải là sạc chính hãng hay không. Vì nếu như các bạn sử dụng sạc không chính hãng thì cái nguồn điện mà khi các bạn tiếp vào chiếc điện thoại của chúng ta thì nó sẽ không ổn định. Giống như một cái bóng điện mà khi mà các bạn điện của nhà các bạn nó không ổn định nhé, thì nó xảy ra hiện tượng đó chính là hiện tượng nháy nháy. Thì cũng như trên màn hình của điện thoại chúng ta thì cái luồng điện mà khi các bạn tiếp vào nó không ổn định thì xảy đến cái hiện tượng đó chính là hiện tượng loạn cảm ứng. Và các bạn có thể sử dụng một cái cục sạc chính hãng khác để các bạn có thể sạc vào để và xem thì nó nếu như nó không bị loạn cảm ứng nữa thì đấy là do sạc. Và cái cách thứ hai thì các bạn hãy kiểm tra cho mình cái dung lượng mà các ứng dụng nó đang lưu trên thiết bị của bạn nó đã chiếm gần hết hay chưa, thì các bạn hãy truy cập vào mục cài đặt và hãy tiến đến phần đó chính là phần ứng dụng này. Tiến đến phần ứng dụng và các bạn tìm đến mục đó chính là mục lưu trữ cho mình. Ở đây thì các bạn hãy xem là cái dung lượng mà các bạn lưu trữ trên chiếc điện thoại của bạn nó đã bị đầy hay chưa. Nếu nó đã bị đầy thì nó sẽ xảy ra một số hiện tượng đó chính là chiếc điện thoại của bạn nó sẽ bị đơ và xảy đến cái hiện tượng là các bạn nhấn vào nó không phản hồi và các bạn tưởng đấy đó là nó bị liệt cũng như là bị đơ cảm ứng. Thì các bạn hãy xóa cũng như là dọn dẹp ngay cho mình, và nếu như cái ứng dụng và các tập tin khác mà các bạn không dùng đến thì các bạn hãy xóa cho mình. Thì nó sẽ giúp giải phóng điện thoại và giúp điện thoại của chúng ta có một cái phản hồi tốt hơn. Và tiếp đến nữa thì nếu như các bạn sử dụng những cái tên mà không được rồi thì các bạn hãy quan sát cho mình là chiếc điện thoại của bạn nó có bị bung tróc chỗ nào hay không. Còn nếu như nó bị bung thì các bạn có thể sử dụng các cái tu vít để chúng ta có thể tháo ra và chúng ta có thể gắn lại cái cáp màn hình. Bởi lẽ nếu như các bạn đang sử dụng thì không may mà các bạn làm rơi thì cái cáp màn hình nó sẽ bung ra một chút, thì nó gây đến hiện tượng đó chính là cái hiện tượng mà nó bị đơ cảm ứng cũng như là không thể nhấn được. Thì các bạn hãy lưu ý cho mình. Và nếu như các bạn lo lắng về cái vấn đề đó chính là các bạn không thể tháo điện thoại của các bạn ra cũng như là không có dụng cụ và các bạn không có kiến thức về kỹ thuật để chúng ta có thể tháo ra. Đặc biệt hơn nữa thì nếu như các bạn sợ cái vấn đề là các bạn khi mà các bạn tháo ra thì nó sẽ bị hư cũng như hỏng hóc một số cái linh kiện bên trong, thì các bạn có thể đến với lại trung tâm chăm sóc di động 24 giờ để có thể được các kỹ thuật viên bên mình có thể hỗ trợ sửa chữa các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn xem video này cảm thấy hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe để mình có thể động lực làm các video hay nữa về các thủ thuật gửi đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp.